mới thấy rõ. Uống thử coi, uống được không? Ngọt lắm. Ngọt hả? Ngọt, cực ngọt. Ngọt. Anh chấp vậy thì còn nữa đâu mà uống. Thôi thì thôi. Mày đang được ăn. Kinh đâu, đây nó sạch mà. Đá này nó lại rửa sạch cả ngàn năm mê. Cái này mình mở giò nước luôn rồi. Cái con bảo đấy, cái này mình mở giò nước. Hai đứa là con chị hả? Con em. Hai đứa. Hai đứa. Con em hết sao? Hôm nay mi gọi là bị làm chị mình lừa mấy thằng mẹ mình nữa. Nhất ngày đã. Hai người là hai chị em hả? Không, bạn. Bạn hả? Ờ, bạn hả? Chúng tôi có thể. Bây giờ mình đi ra ngoài đó là nóng á. Từ ra trong này cái đi ra ngoài đó là nóng cho coi. Cũng giống nhưng như mình hôm đang hôm ngồi trong trời mát, hôm mình đang mát. Ngồi trong máy lạnh, trong nhà máy lạnh, đi ra ngoài trời nóng. Ủa đi ra rồi hả? Dạ rồi.